mỗi ngày. Thịt gà chín mềm, tan ngay trong miệng. Nước tiềm ngọt thanh, hòa quyện cùng mùi thịt gà tiềm thuốc bắc, mềm thơm bổ dưỡng. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, Nấu Chuẩn Ăn Lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Tại sao nó có tên là ác vậy anh? Theo anh biết á, thì trong tiếng Hán chữ ác có nghĩa là con quạ. Em thấy không? Nó cũng có cái chân xám nè, da mình này kia nó màu đen. Ừ. Nó giống như chú quạ vậy đó. Người ta kêu bằng gà ác nhưng thực sự nó rất là hiền. Dạ. Gà ác này thì chúng ta mua về làm sạch, mà các bạn nhớ là dạng ở ngoài là người ta chỉ mổ cái phần bụng ở dưới thôi, không có mổ hở cái phần ức. Đó, chúng ta đây có rượu trắng và muối ha. Dạ. Chúng ta sát. Dạ. Chúng ta chỉ cần sát muối với lại rượu để cho gà không bị tanh nha. Chúng ta ra ngoài chợ hoặc cái tiệm thuốc bắc, chúng ta mua một thang thuốc bắc là dùng cho hai con gà, người ta sẽ có phân định sẵn luôn, rất là dễ. Ngâm khoảng độ chừng 5 phút thôi, sau đó chúng ta rửa sạch. Đối với món tiệm chúng ta dùng hoặc xem khô phù hợp với cái món tiệm hơn. Rửa sạch và ngâm cho nó mềm. Ướp gà với lại một muỗng cà phê hạt đem Ajinomoto gà, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu. Và đặc biệt chúng ta cho vào đây khoảng 1 muỗng cà phê nước mắm. Thưa các bạn, chúng ta nên ướp gà với lại gia vị và một chút nước mắm để gà thấm kỹ bên trong hơn. Đó, chúng ta ướp khoảng 15 phút như vậy. Chúng ta sẽ pha nước dừa với lại nước lọc chừng đây là 1 lít tất cả, hòa cùng với nhau tùy theo cái thốn tiềm của các bạn. Dạ. Chúng ta cho vào đây 2 muỗng cà phê hạt nêm Ajinomoto gà, 1 muỗng cà phê muối, chúng ta khuấy đều lên. Mình thấy không? Với món ăn của ngày hôm nay thì chúng ta có gà ác, giàu protein, ít chất béo và hàm lượng cholesterol rất là thấp, cho nên sẽ rất là bổ dưỡng và cực kỳ là lành mạnh cho những ai mà thích ăn uống khoa học, đúng không ạ? Em còn được biết là nhãn nhục có nhiều kali và vitamin C. Đúng rồi. Rất là bổ dưỡng luôn. Và hình như anh nhớ gà ác là giúp cho những người bị tiểu đường, tốt cho đường máu nè. Và chúng ta cho từng con vô trong cái thố tiềm như vậy. Cái nước này chúng ta bỏ ra nha các bạn, chia đều các gia vị thuốc bắc vào. Cái này kêu bằng hoài sơn, cam thảo rồi nè, nhãn nhục. Còn kỷ tử chúng ta để vô sau các bạn. Hạt sen khô chúng ta cũng cho vô đây luôn. Táo tàu các bạn, mỗi thố khoảng 3 quả thôi. Đó là được. Chúng ta sẽ cho phần nước tiềm vào các bạn, vừa xăm sắp thôi. Thưa các bạn, chúng ta nên tiềm gà từ nước lạnh để cho nước tiềm chúng ta được ngọt hơn. Giờ chúng ta đậy nắp, nồi hấp chúng ta đã nóng ha. Chúng ta mở ra để cho an toàn ha. Cho vào đây, cho cái thố vô. Cho tiếp vô, như vậy. Đậy nắp lại. Như vậy thì chúng ta chỉ còn tiềm 90 phút thôi các bạn. Thưa các bạn, để chúng ta hấp gà được mau và tiết kiệm được nhiên liệu thì chúng ta nên giữ nắp thật kín và hạ lửa nhỏ khi nước vừa sôi. Rồi, chúng ta sẽ thả ít kỹ tử vào, cho cái thố gà thì ra cái khay. Đó, các bạn. Và thưa các bạn, món này khi chúng ta dùng thì chúng ta nhúng cái rau xà lách son vào, chấm cùng với lại muối tiêu chanh. Chúng ta có thể dùng cùng với lại nước ép táo quýt bó xoay thì chúng ta sẽ có ngay một bữa ăn hoàn chỉnh và đầy đủ dinh dưỡng. Mùi thơm lừng của thuốc bắc, ăn tới đâu là tỉnh tới đó.